Chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với đồng hồ chính hãng VVD Time Và hôm nay thì em Duy tiếp tục lên cho anh chị em chúng ta một cái mẫu uh, sản phẩm đồng hồ Citizen máy đời cao uh, Với nô hàng lần này thì là một nô hàng cực kỳ là tốt và chất lượng cho một em đồng hồ máy đời cao Hàng mới, uh, full box, đầy đủ hộp và thẻ táp theo kèm cho anh em Với con này thì nó sẽ được thiết kế là mặt uh, màu xanh dương Một thiết kế cực kỳ là hiếm và chúng ta sẽ có cái thẻ táp đây chúng ta sẽ có cái thẻ tap Duratech theo kèm cho cái công nghệ phủ à, giống như là những cái công nghệ phủ dlc uh, cho những cái chiếc uh, seiko giống như là những cái uh, công nghệ chống xước trên cái phần thân vỏ của con này à, với cái phiên bản là thân thép nguyên bản màu thép là màu trắng bạc à, với cái màu bạc thì nó sẽ có cái chi tiết như là vòng benzo phía trên này được đánh bóng à, hai bên hông Nó sẽ có cái chi tiết là phái xước cho anh em là giúp cho cái đồng hồ của chúng ta là à, nó sẽ mang cái sự nam tính và nó sẽ cứng cáp hơn ở bên cạnh đó là nó sẽ có cái size mặt của con này là Size mặt 38, một size mặt khá là gọn Nhưng mà uh, như anh em có thể thấy đây là cái phần dây Nó khá là dài nên là anh em là cái cổ tay Đâu đó là khoảng độ tầm 16 đeo là hợp lý nhất anh em nhé Ở cái phần tay càng vừa phủ cái bề mặt của uh, Vừa phủ cái mặt trên của tay khi mà đeo sẽ mang lại cái cảm giác thon gọn cho anh cho anh em chúng ta Khi mà sử dụng cái phiên bản này với cái thiết kế mặt xanh và trải tia và về những cái bộ cọc giờ thì um, cái bề mặt được phai xước xung quanh được đánh bóng đây này bề mặt được phai xước và xung quanh nó sẽ được đánh bóng khi mà chúng ta nghiêng đi ở những cái bề mặt khác nhau thì nó sẽ có những cái bề mặt bắt sáng đây như anh em có thể thấy nữa, nó sẽ bắt sáng phản lại với mắt của chúng ta nhìn nó sẽ cực kỳ là đẹp đó anh em có thể thấy và ở trên ở trên phiên bản này thì hướng 12 giờ thì nó sẽ là cái logo Citizen của hãng đó anh em có thể thấy hai kim là được vuốt nhọn và cỗ máy của con này uh, nó sẽ là uh, cỗ máy là 9011 cho anh em đó 9011 có cái tần số dao động là 28.800 phải nói là con này thì nó có một cái cỗ máy cực kỳ là cao nên là như anh em có thể thấy cái kim dây này. em vẫn có cho anh em Như anh em có thể thấy thì cái kim dây của con này trôi rất là mượt Đó em nên cót một chút thì để cho anh em có thể thấy này Kim dây của con này trôi rất là mượt Hai kim giờ và kim phút đều có dạ quang hỗ trợ cho cái việc xem giờ Hai kim giờ và kim phút thì nó sẽ có thiết kế đầy đủ dạ quang cho anh em Hỗ trợ cho anh em xem giờ trong cái điều kiện là thời tiết à, Điều kiện thiếu ánh sáng cực kỳ là tốt anh em nhé à, Nịch ngày của con này thì nó sẽ được thiết kế là ở hướng góc 3 giờ Và được thiết kế tối giản, rất là tối giản 3 kim và một nịch trang bị kính sapphire nguyên khối uh, chống trời chống xước gần như là tuyệt đối thì anh em cũng đã biết rồi uh, vòng benzo đánh bóng hai bên đây vòng benzo uh, sẽ được đánh bóng và uh, hai bên uh, sẽ có phai xước như anh em có thể thấy đây em dùng để cho anh em xem hai bên là uh, nó sẽ có phai xước và vòng benzo được đánh bóng mặt xanh mặt màu xanh dương cực kỳ là đẹp cho anh em đó uh, thôi với con này thì cái thời gian chịu cót tối đa của con này khi mà chúng ta không sử dụng thì nó trong đâu đó trong khoảng độ tầm 40 giờ trong cái điều kiện là thời trong cái điều kiện là chúng ta để không không làm gì đó trang bị đầy đủ cót tay dừng kim cho anh em à, mặt đáy của con này như anh em có thể thấy đây mặt đáy thì sẽ được là thiết kế là hở búa với hở, hở cái búa vang là, có cái logo của Citizen cùng với đó là 24 chân kính, bên cạnh đó nó sẽ có cái công nghệ là Duratec, công nghệ phủ chống xước, chống nước à, 100 m cho anh em thoải mái tắm giặt bơi nội mà không lo no bị vào nước. À, bên cạnh đó là nó sẽ có những cái thông tin như là Make in Japan là sản xuất tại Nhật 100% cho anh em. Và thân của con này sẽ được làm bằng thân thép không dỉ Đó, thân thép không dỉ, dây thép đúc đặc này. Với dây của con này thì nó sẽ được thiết kế bằng dây thép đúc đặc, à, thiết kế ba chỉ và phai xước toàn bộ như em có thể thấy uh, toàn bộ và cái thiết kế khóa gập của con này thì nó sẽ là uh, khóa gập và bấm hai bên kèm bên đó là kèm bên trên là nó sẽ có cái uh, logo của hãng đây như em có thể thấy như em quay một nửa cho anh em thì con này cực kỳ là đẹp và rất là hiếm trên thị trường và hiện tại thì bên em đang để một cái mức giá cực kỳ là tốt cho anh em chúng ta khi sử dụng cái phiên bản đồng hồ Citizen này à, mặt màu xanh dương rất là hiếm thì bên em đang để một cái mức giá là 9 triệu 9000 nghìn cho anh em chúng ta sử dụng và trải nghiệm cái mẫu này rất là đẹp cho anh em đó và mức giá cực kỳ là như theo em thì đây là một cái mức giá tốt nhất trên thị trường mà anh em có thể thấy đây em soi cận cạnh cho anh em đó thì anh em nào có nhu cầu mua một chiếc ống nhỏ à, mua một chiếc đồng hồ thì có thể liên hệ vào qua số điện thoại là tám và 219 để đặt hàng Cảm ơn anh em đã quan tâm Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em